luận nhạc. Sorry cả nhà, quên mất em chưa cắm bóc. Dạ vâng ạ. Xin lỗi. Tại vì cái bóc nó chỉ có một đường dây thôi, thế là một đường lai thôi, hai đường. Ít ra là bạn lại muốn hát say để
mình ạ. Cũng đang phục vụ mà. Wow, chúc mừng Hoa đã hoàn thành xong hai phần thi của mình ạ. Và gia đình của Hoa ơi, mình thấy các bạn cũng hỗ trợ support cho thí sinh của các bạn rất là nhiệt tình đấy ạ. Cảm ơn gia đình của bạn Hoa nhé.